Buổi lễ khai giảng của thầy và trò trường Ông Ít Đường, quận Cẩm Lệ mở ra với nghi thức chào đón học sinh lớp 1 vào trường. Năm học 2022-2023, nhà trường có hơn 260 học sinh lớp 1. Nhiều cha mẹ học sinh đã đưa con đến trường từ sớm để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Dù các con đã có thời gian làm quen trước đó khoảng một tuần với thầy cô, bạn bè, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động trong thời khắc con bước vào một cấp học mới. Thế là cháu cũng từ làm được nhiều việc cho nên là dặn cháu dậy sớm ạ. Dậy sớm chuẩn bị ăn đi học đi lên trường sớm để khai giảng. Và cháu cũng háo hức lắm, dậy sớm lắm. Thấy hồi hộp với lại nhớ lại hồi xưa mình cũng đi học như vậy á. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Ông Ít Đường có hơn 1.300 học sinh. Được sự đầu tư đồng bộ trong nhiều năm qua, đến nay nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, sĩ số học sinh trên đầu lớp đảm bảo triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Là ngôi trường có nhiều con em công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp theo học. Công tác an sinh, hỗ trợ cho học sinh trước thềm năm học mới được nhà trường quan tâm, đảm bảo tất cả các em đều có đủ sách giáo khoa và điều kiện cần thiết để bắt đầu một năm học với nhiều khí thế.